Dân là nền tảng quốc gia, xử lý tốt dân tình mới thật sự sở hữu thành trì. Chúc mừng tiên sinh đã nhận được đất phong của mình.
Phụng mệnh thảo tặc. Mặt tướng bái kiến chủ công. Chức cao thì quyền trọng, chủ công hãy đi tìm hiểu đặc quyền đang có nhé. Mm-hmm.